Chào các bạn, tôi là Sinh kỹ thuật Vectech. Hôm nay tôi sẽ hướng dẫn các bạn kết nối con Speedum QDC 802 với đầu ghi hình. Đây là đầu ghi hình QDX 6408. Đầu tiên mình quan sát cái đầu ghi hình mặt sau đầu ghi hình này, thì các bạn phải lấy cái cổng RS của con âm. Ở đây nó có thể là cổng AB, thì A là tương ứng với RS 485 cộng B là tương ứng với RS 485 trừ. Tiếp theo mình tìm hiểu về con QDC 802 này. Đầu tiên là mình tìm hiểu về một số dây. Thì đây là dây tín hiệu video. Dây đỏ đen là dây nguồn, nó sử dụng nguồn 24V. Và tiếp theo còn hai dây còn lại là dây màu xanh và dây màu trắng. Thì dây màu xanh là dây RS485 cộng và dây màu trắng là dây RS485 trừ. Tiếp theo tôi sẽ hướng dẫn về cách cài đặt địa chỉ ID Modem của con camera này. Đầu tiên mình phải tháo nắp bên ngoài ra. Bây giờ tôi sẽ hướng dẫn về các bạn về cài đặt địa chỉ ID và bonnet. Ở đây các bạn chú ý có hai dãy cần gạt, một dãy cần gạt có 8 cần gạt nhỏ và một dãy cần gạt có 6 cần gạt nhỏ. Dãy cần gạt có 8 cần gạt dùng để cài đặt địa chỉ ID. Dãy cần gạt có 6 cần gạt dùng để cài đặt bonnet. Bây giờ tôi sẽ hướng dẫn về set một số địa chỉ ID đơn giản. Với ID là 1, chúng ta gạt cần gạt số 1 lên. Với ID là 2, chúng ta gạt cần gạt số 2 lên. Và tất cả cần gạt còn lại chúng ta gạt xuống. Với ID là 3, chúng ta gạt cần gạt số 1 và cần gạt số 2 lên. Tất cả những cần gạt còn lại là gạt xuống. Với ID là 4, ta gạt cần gạt số 3 lên. Ta gạt xuống cần gạt số 1 và cần gạt số 2. Lúc này với ID là 4 thì cần gạt số 3, chỉ duy nhất cần gạt số 3 gạt lên thôi. Với ID là 5, chúng ta gạt cần gạt số 1 và cần gạt số 3 lên. Tương tự với ID là 6, 7, 8, chúng ta sẽ xem trong sách hướng dẫn. Tiếp theo, tôi sẽ hướng dẫn về cách set bonus. Chúng ta cần gạt số 5 với cần gạt số 6 dùng để set bonus. Thì nếu số 5 và số 6 đều gạt xuống, lúc này bonus là 2004. Nếu số 5 gạt lên, số 6 gạt xuống thì bonus là 4008. Với số 6 gạt lên, số 5 gạt xuống thì lúc này bonus là 9006. Và nếu cả số 5 và số 6 gạt lên thì lúc này báo rét nó là 19.200. Tuy nhiên tôi chỉ để báo rét là 4.800. Lúc này thì tôi gạt từ số 5 lên, tôi hạ từ số 6 xuống. Bây giờ tôi sẽ kết nối đầu ghi hình với con camera QTC 802 này. Đầu tiên tôi đã gắn sẵn một cái dặn của F45 để tôi gắn từ đầu ghi hình. Tuy nhiên tôi phải xác định rõ dây nào là dây F45 cộng và dây nào là dây F485 trừ. Ở đây tôi quy định dây có chữ là dây RS485 cộng. Sau đó tôi kết nối dây RS485 này vào cái dây màu xanh và dây màu trắng của camera QDC 802. Với dây RS485 cộng thì tôi kết nối dây màu xanh. Với dây RS485 trừ thì tôi kết nối cho dây màu trắng. Sau đó tôi sẽ gắn một camera lên. Ở ít phút trước đó, tôi đã set địa chỉ ID của con này là 5, tức là cần gạt số 1 và cần gạt số 3 gạt lên. Và bonnet là 6, tức là cái dãy thứ 2 thì cần gạt số 5 gạt lên. Bonnet là 4.8, dãy thứ 2 thì cần gạt số 5 gạt lên. Bây giờ tôi sẽ cài đặt để cho cái đầu ghi này có thể điều khiển được con camera kia sẽ tạo ra. Rồi bây giờ mình sẽ vào phần cài đặt QDC ở trong con từ trong cái đầu ghi hình này. Đầu tiên mình sẽ vào cái menu, vào phần setup.
và sau đó mình vào phần PTTest. À, khi mình vào phần PTTest nó hiện ra một bảng danh sách là các kênh để cài đặt. Ở đây mình cài đặt kênh 1 và mình chọn dòng thứ nhất. À, mình sẽ cài đặt ở kênh 1 PTTest cho kênh 1 này. Đầu tiên là cái mục enable mình phải tích chọn. À, mình tích chọn thì lúc đấy thì cái đầu tiên mình nó mới điều khiển được. Tiếp theo là mục address. Address tức là địa chỉ ID. Hồi nãy tôi xét địa chỉ ID là 5 thì ở đây tôi chọn address là 5. Tiếp theo là về phần boundaries. Boundaries hồi nãy tôi xét địa chỉ tôi cài đặt địa chỉ cài đặt thông số boundaries là 4/8. Ở đây tôi chọn nó là 4/8. Riêng về phần protocol mình để là van code. Mình luôn luôn mặc định nó là van code nha. Rồi sau đó mình sẽ lưu lại. À, bây giờ sau khi mình đã kiểm tra test là tôi điều khiển thử. À đâu mình chọn chuột phải. À điều khiển PTZ. Sau đó mình chọn kênh số 1. À bây giờ tôi sẽ bấm thử cái nút quay ngang và quay dọc thử xem. À sau đó mình tiếp tục run. Nếu tất cả các điều khiển đều điều khiển được thì lúc đấy mình đã kết nối thành công.